Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em xin làm một cái video test là giải mã từ laptop PC, giải mã DSD, vì con này là con Pioneer U05, một con giải mã cao cấp đến từ Nhật Bản. Con này máy về có cả khiển. Và em sẽ giải mã từ laptop PC. Con này là một con thuần DAC. Thế nên nó chỉ có đường quang, hai đường quang vào, hai đường coaxial và một đường USB kết nối laptop. Đây, em sẽ kết nối như sau. Đấy, em sẽ kết nối đường USB này. Đấy, vào cái laptop này. Đường AV ra. Và con này nó có cả đường ba năng nữa này. Đấy, hai đường coaxial vào, hai đường quang vào. Ba năng và AV ra, em sẽ kết nối này. Con này thì nó là điện 100V. 35W và được sản xuất vào năm 2014, máy được lắp ráp tại China. Đây. Em đang dùng phần mềm FUT3 2000 chạy file DSD. Đây các bác nhìn này. Đấy. Bây giờ em sẽ đọc cái chạy cái file Hotel California của Giao City Tinh. Thì nó sẽ hiện là PCM 352,8 trên 16. Con này nó có chỉnh được cả volume này. Đấy. Có công tắc gạt đằng sau. Trên điều khiển cũng vậy này. He haven't had that spirit here since 1960.
jumping on lights, and she said, we are just prisoner here of our own device. In the master's chamber, gathered for the feast, started with their stealing life, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. Sẽ test đọc nhạc nhạc lốt lét này, nhạc đuôi WAV này. Đấy. Thì nó sẽ báo là PCM 44.1 trên 16. Nó sinh ra nhằm chung kiến mới quen nhau mà quên. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét đắm chiêu đêm nhắm ngủ, thấy thương nhau nhiều quá. Ba tháng trong quân trường cam go đã chai tâm hồn linh hồn. Nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời, vì khi nhìn xuống vẫn đêm đêm vang vọng mãi.
hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu đi nơi nắng cháy hiên thủy, người quen cho biết tin bạn tôi thân mến đã lượn quanh ngã xuống khắp đơn vị tiếc trong lòng giấy nén quên xưa nghìn đổ gãy, nó đi nhưng còn đây muôn lớp trai đi đường sau theo dấu chân đi vào thiên lý, biết bao người sông nợ sương mau chưa trở về, người đi vào tôi vẫn như danh cho đời mãi nó anh đấy. Thì cái video này thì em là test cái chức năng kết nối laptop đấy, còn cái video sau thì là em sẽ giới thiệu đến sản phẩm kết nối cổng quang, kết nối cổng Cosian. Và xin chào các bác nào có nhu cầu liên hệ đến em theo số điện thoại là 0966723489, xem hàng và test hàng tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em có giao hàng ship code toàn quốc. Xin kính chào các bác.